Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Sông Nhật. Thì hiện tại giờ anh em mình đang trên đường đi làm nhé mọi người nhé. Bắt đầu một tuần mới rồi, hết thời kỳ nghỉ ổ bông rồi. Tiếp tục vào cày, giờ đến Tết là không có nghỉ dài nữa mọi người. Thì chúc mọi người một tuần mới an lành. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một cuộc sống, một ngày làm việc của tu nghiệp sinh thủy sản anh em mình. Thì mọi người hãy theo dõi xem anh em mình làm việc một ngày như thế nào nhé. Rồi thì hãy đến đi nào. おはようございます。ございます。sắp đến công ty rồi mọi người nhé. Để bãi đỗ xe công ty mình này. Công ty mình kia. Nhìn bên ngoài rất là lịch sự và hoành tráng. Nhưng bên trong là đổ nát hoang sơ lắm rồi. Đấy, công ty mình này. Giorin. Một công ty rất là lớn. Công ty mình xây dựng được hơn 50 năm rồi đấy mọi người. Nhưng mà nhìn bên ngoài mới lắm. Đó, trong xưởng đấy mọi người. Khá là cũ kỹ rồi. Đó mọi người nhìn, đây là game 3, trung tâm của công ty mình ạ. Đây là phòng QK, phòng nghỉ của anh em mình. Công ty mình tuần vừa rồi dính một tí trục trặc, tủ lạnh bị giò ga ấy. Công ty hơi lắm. Tập thẻ nhá, tính công mọi người. Đây là ok. Úi giời. Hai thanh niên nằm vật vạt vào. Quang với Hảo đi xe buýt tới sớm thì nằm vật vờ các mọi người. Tôi Tuấn Anh đi đi bộ, hàng sáng đi bộ không thích đi xe. Nên là đến muộn hơn. Chào các bạn. Hôm nay là anh được đi quay công việc trong ty. Coi tất cả mọi người làm sắc mặt rồi em. Mẹ mày nói thế thì ai dám đi Nhật cho mày. Đây là phòng ok của anh em mình. Rộng lắm mọi người. Hiện tại bây giờ chỉ có 5 người Việt Nam, con trai. Bây giờ nó có 7 giờ 25 phút. Em mình 7 giờ 30 bắt đầu về vào làm mọi người. Thì bây giờ là làm từ 7 giờ 30 cho đến 5 giờ chiều. Thế là 8 tiếng cơ bản. Còn tăng ca thì cũng tùy từng hôm mọi người. Trời, đánh dấu. Ok, giờ bắt đầu công việc mọi người nhá. Đây là cá mọi người. Anh em mình công ty làm chỉ làm cá thu đao thôi. Thì bây giờ cái tô rút tú bóng là cho đá mà. Cho họ mang cho chỗ cắt. Xúc đi, xúc đi. Hết đấy ra ngoài rồi trời. Em, Thảo ơi. Đấy, hàng ngày cứ xúc đá vào cho cá nó cứng, nó đỡ nũn, cắt nó dễ mọi người. Đấy, quấy lên. Đấy, chuyên nghiệp ông Thảo mới đến có tháng rồi, chuyên nghiệp lắm rồi. Đây là cá săn ma của anh em mình ơi. Thu đao ấy. Hàng ngày chỉ cắt cái này thôi. Đây mọi người,
lấy hết ra rồi nhé. Hôm nay có 4 pallet. Mọi ngày nó phải rơi khoảng tầm 8 pallet, nếu cắt nhiều, hôm nay cắt ít, hôm qua cắt ít, hôm nay đập ít thôi. Đấy, cứ 18 cân một cái. Sáng cứ tráng miệng đập tầm dục vậy thôi. Đấy, còn tủ lạnh thì anh em mình có 4 cái tủ lạnh như hôm nay. Mọi người nhìn các cửa đấy, 4 tủ. Đấy. Bây giờ thì bắt tay vào việc. Tại vì là mình không muốn người Nhật biết nên là mình cũng giấu máy quay thôi. Chứ không quay đầy đủ cho mọi người xem được.
bắp cá nha. Xương cá, đầu cá cắt ra là cho đây cân 18 cân. À, cho vào trong tủ lạnh đi, cho đánh giá trong tủ lạnh nhá. Thấy gì không? Ê, sao các bạn? Ôi. Đây là chui tủ lạnh này. Ở đây tủ lạnh nhá mọi người. Để anh về sau, em đánh trước. Để anh quay cái gì. Đấy, tủ lạnh anh em mình đây. Cái, đây là các cái giá đấy. Giá này cho nguyên liệu cá vào mùa. Bây giờ thì cho dập ba vào. Dập ba là cái xương cá, vụn cá mọi người. Đấy. Thì trong này lúc nào nó cũng duy trì nhiệt độ âm 13, à 30 độ. Đấy. Vứt lên cái con bè này, bắt đầu nó chạy vào nhé. Nó chạy vào là người bên trong đón cho các cái khay này. Đấy, như Hảo đang cho đây. Cá nó khác loại nên là phải để riêng mọi người. Đấy, thì lúc nào cũng thế thôi. Vào mùa khi anh em mình ở trong này có khi nửa tiếng mọi người. Kinh khủng lắm, không đơn giản đâu. Cao lắm mọi người. Cái này nó phải tươi tầm 6 mét. Tủ cao lắm. Đấy, lúc nào cũng chỉ... Thôi, chậm chậm, cho anh quay xíu. Đấy, Hảo đấy. Đó mọi người, đây là tất cả những gì buổi sáng anh em mình làm đấy. Buổi sáng đến là sẽ cái tô cá và lấy sạp ba ra để đập cái giá cá đấy. Thì tùy ngày nhiều ngày ít thôi. Ngày nhờ cắt nhiều cá thì sẽ có nhiều ở đấy. Đấy, sáng ra tập thể dục. Bây giờ mình ra ngoài vệ sinh. Mình không quay đầy đủ được thì mình giấu không cho người công ty biết. Nên là người ta có biết nó phức tạp rồi. Đấy, bây giờ ra thì sẽ tiếp tục bóc nguyên liệu chuẩn bị cá cho ngày mai. Đấy, công việc hàng ngày chỉ thế thôi nhưng mà nó luôn chơi luôn tay mọi người, không được nghỉ, không được ngồi chơi đâu. Bây giờ mình tiếp tục công việc nhé. Đây bóc nguyên liệu mọi người nhá. Bây giờ 10 giờ cứ kêu mọi người nhá. Mời mọi người ăn bánh với anh em mình. Anh em mình cứ kêu kê là phải làm cái bánh. Đói lắm, đến trưa 12 giờ được nghỉ. Đói. Thảo ăn bánh gì ấy? Mày. Mới nay công ty đang ngập chút trục trặc nên mấy tủ lạnh nó bị hở ra, nó mùi lắm, đang bật quạt nó hở do đỡ mùi nên nó ồn lắm.
cơm trưa của anh em mình nhé. Hấp dẫn không? Trong này thôi chứ không ngon lắm đâu. Củ cải chị sang ấy. Đói không Hảo? Đói thì thích luôn. Ui, nhém thế. Thôi ăn cơm thôi. Thôi thủ, kinh thủ ăn cơm nhanh ngủ một tí. Hôm nay có ngưỡng ngã được nữa, trông như thằng đau. Thì hôm qua mày sang được anh mà lấy lại đập đầu anh đúng không? À thằng kia. Đâu, hôm nay sơ đầu đau ấy. Mời mọi người ăn cơm cùng anh em mình. À mọi người ăn cơm nhá. Ông là không có cơm ăn đâu. Xong, xong bữa cơm, chưa đầy 10 phút xong bữa cơm. 7 phút. 7 phút xong bữa cơm, 12 giờ ăn giờ là 12 giờ 7 phút. Kinh khủng. Ăn nhanh tốc độ. Quang món gì ấy? Quang nay ăn món gì ấy? Ôi, thịt kho tôm hấp dẫn nãy mà ngồi ăn mãi không hết này trời. Ăn đồ ngon quen rồi, ăn cái này khó ăn. Mà tôi lý mẹ đi. Thôi nhá, giờ đi tranh thủ nghỉ lưng ngả lưng tí cho nó mệt. Chiều tiếp tục công việc. Đấy, hôm nay anh em mình bóc nguyên liệu này 16 tăng. Mỗi cục này là 15 cân mọi người nhé. Hôm nay lại phê, ê ẩm hết người. 16 tăng nó rơi vào khoảng tầm 1 tăng là hơn 5 tạ. 5 tạ 3, 5 tạ 4 đấy, mình không nhớ chính xác. Đấy. Thì 10 tăng nó rơi vào 5 tấn rồi. Cho 5 tấn, 5 tấn rưỡi. Đấy, 5 tấn rưỡi. Còn lại 6 tăng kia nữa. Rồi. Ngót vào hôm nay bóc được khoảng tầm 8 tấn cá. Mọi người nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà cứ làm quần quật cả ngày này mệt lắm. Ê ẩm hết người. Ok mọi người ơi, bây giờ thì đã là 5 giờ 10 rồi. Ngồi nghỉ tí là chuẩn bị về thôi. Kết thúc ngày làm việc bơ phờ rồi mọi người. Thì đấy là tất cả công việc chính của anh em mình thôi. Đấy là mình quay những công việc chính thôi. Còn những công việc phụ thì trong lúc làm thì nó sai đi đây đi đó thì nó gọi như là anh em mình luôn chân luôn tay. Không được ngồi nghỉ lúc nào đâu mọi người. Thế nên là chỉ quay những công việc chính của mình. Thì tất cả công việc ấy là như thế. Ngày vần mấy chục tấn cá thì nó rất là mệt. Giờ ê ẩm hết người rồi. Thì thôi mình xin dừng ngày mai ở đây. Thôi hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Bye bye.